Dan đào bông hậu, Mai Phương Thúy phong độ nhan sắc mặt mọc lên xuống thất thường như chơi chứng khoán, từng bị Thúy Ngân áp phí trên sàn cách quốc. Mọi người nói nhiều rồi là sao để béo thế rồi là mà mình nhìn xem lại mình thấy là đô con thật đấy. Mai Phương Thúy là một trong những hoa hậu nhận được sự quan tâm từ công chúng. Ở độ tuổi U30, cô nàng sở hữu khối tài sản kế xu, tận hưởng cuộc sống sung túc. Song, phong độ nhan sắc mặt mộc của mỹ nhân lại nhiều lần bị soi lên xuống thất thường. Thậm chí, người đẹp từng bị Thúy Ngân chiếm spotlight khi chung sàn catwalk. Trên trang Facebook cá nhân, Mai Phương Thúy đăng tải hình ảnh đảm đang khi trổ tài vào bếp. Tuy nhiên, điều thu hút sự chú ý của khán giả là vẻ ngoài tươi tắn cùng gương mặt không son phấn của cô nàng. Dù chỉ diện trang phục đen giản dị nhưng nàng hậu vẫn rất nổi bật. Đây không phải là lần đầu tiên Mai Phương Thúy khoe nhan sắc gây thương nhớ với gương mặt kiệm son phấn. Cô nàng thậm chí còn tự tin để mặt mộc trên chương trình thực tế 2 ngày 1 đêm khiến fan trầm trồ. Mai Phương Thúy từng gây chú ý khi khẳng định mình không giống với những hoa hậu khác. Mỹ nhân gốc Quảng Trị thường xuyên công khai mặt mộc trên mạng xã hội. Trong một lần livestream, người đẹp đã chia sẻ: "Mặt mộc của em cũng không đẹp đẽ gì nhưng em mới làm chân mày. Em không còn là mỹ nhân không lông mày nữa nên em rất tự tin vào mặt mộc của mình." Dù vậy, không ít lần hình ảnh gương mặt mộc của Mai Phương Thúy vấp phải bình luận trái chiều, cũng như nhiều sao Việt khác. Nàng hậu sinh năm 1988 cũng bị khán giả nhận xét lộ dấu hiệu lão hóa. Trước đây trong một show diễn thời trang, Mai Phương Thúy có dịp đọa sắc với Thúy Ngân trên sàn catwalk. Nàng hậu diện bộ cánh lộng lẫy nhưng vẫn bị sao phim Cây táo nở hoa lấn lướt. Trên sân khấu, Thúy Ngân mang đến thần thái của một beauty queen nhờ lối trang điểm cầu kỳ sắc sảo. Đồng thời, bộ váy màu xanh cũng hoàn toàn phù hợp với mỹ nhân sinh năm 1991. Nhờ đó, cô nàng thành công chiếm spotlight Hoa hậu Việt Nam năm 2006. Mai Phương Thúy thành công trong sự nghiệp, sở hữu nhan sắc xinh đẹp. Tuy nhiên, mỹ nhân vẫn chưa kết hôn. Nàng hậu từng hẹn hò với Noo Phước Thịnh nhưng đã chia tay. Đáng nói, cả hai vẫn có những lần xưng hô vợ chồng. Mai Phương Thúy sinh năm 1988 tại Hà Nội. Cô từng là sinh viên đại học ngoại thương, chẳng những gây chú ý khi là hoa hậu Việt Nam năm 18 tuổi, cô nàng còn lớn sân sang nhiều lĩnh vực. Mỹ nhân 8X từng thủ vai chính trong phim Âm Tính, làm diễn viên không chuyên, nàng hậu vẫn thành công ghi điểm với khán giả. Bên cạnh ngoại hình xinh đẹp, Mai Phương Thúy còn là phụ nữ thông minh thành đạt. Ở tuổi U30, người đẹp sở hữu khối tài sản khổng lồ cùng cuộc sống đủ đầy, không chỉ tậu nhiều xế hộp xịn, hoa hậu Việt Nam năm 2006 còn có đến 4 ngôi nhà với lối thiết kế khác nhau, sở hữu nhiều bất động sản giá trị. Mai Phương Thúy cũng sắm một căn biệt thự tại thành phố Hồ Chí Minh. Cô lựa chọn thiết kế hiện đại sang trọng, căn hộ có 2 phòng ngủ chính và phòng khách lớn, bố trí loạt vật dụng đắt tiền. Trong những bức ảnh selfie, một căn hộ khác của cô cũng lộ diện. Ngoài ra, người đẹp cũng sở hữu cơ ngơi sang chảnh tại Hồng Kông. Mai Phương Thúy lựa chọn nơi đây làm khu nghỉ dưỡng mỗi khi đi du lịch. Sau khoảng thời gian làm việc chăm chỉ, nàng hậu có mức thu nhập khủng. Cô còn gây sốc với những lần sắm đồ hiệu như đi chợ. Đặc biệt ở tuổi U40, Mai Phương Thúy bỗng nhuận sắc khiến công chúng trầm trồ. Hoa hậu Mai Phương Thúy được biết đến là sau việc có niềm đam mê to lớn với túi xách và đồng hồ hàng hiệu. Bộ sưu tập đồng hồ của cô với nhiều thương hiệu khác nhau có giá lên đến gần 20 tỷ đồng khiến dân tình bất ngờ. Là sao nữ có niềm đam mê với loạt món đồ hàng hiệu, Mai Phương Thúy không ngại chi thẳng tay với những chiếc đồng hồ mà cô yêu thích. Các hãng đồng hồ nổi tiếng trên thế giới như Hublot, Patek Philippe, Audemars Piguet đều có trong tủ đồ của cô nàng. Thậm chí khán giả cho rằng đây được xem như cả gia tài của bao người. Một chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn được Mai Phương Thúy mua để tự thưởng cho bản thân dịp Noel năm 2022. Sản phẩm mang màu sắc vàng chanh lạ mắt có giá lên đến 2,7 tỷ đồng. Với thiết kế độc đáo, mẫu đồng hồ này chỉ thích hợp khi diện những trang phục cá tính. Vì vậy rất ít khi nàng hậu xuất hiện cùng phụ kiện đắt đỏ này tại các sự kiện. Mai Phương Thúy là một trong những nàng hậu nhận nhiều sự quan tâm từ công chúng. Người đẹp sinh năm 1988 tận hưởng cuộc sống đủ đầy sung túc. Dù vậy, không ít lần cô nàng bị soi phong độ nhan sắc thất thường.